Vụ Thái Thiên Phượng bị bại lộ chuyện ô uế trước tang lễ, chồng cố người mẫu lên tiếng gây phẫn nộ. Bạn bè và chồng của người mẫu bị sát hại Thái Thiên Phượng, những người hoạt động xã hội ở Hồng Kông, Trung Quốc đã quyết liệt phủ nhận thông tin tổ chức phúc lợi động vật mà họ thành lập cùng nữ người mẫu nhằm mục đích rửa tiền. 4 người chúng tôi thành lập quỹ với tâm huyết muốn giúp đỡ cưu mang chó mèo bị bỏ rơi, không vì mục đích nào khác. Vợ tôi không may qua đời, tôi không chỉ chịu nỗi đau mất đi người bạn đời mà còn đối mặt với sự soi mói, chỉ trích, phỉ báng trên mạng xã hội. Điều này khiến chúng tôi bất lực và thất vọng, dẫn đến tổ chức từ thiện đi vào bế tắc, Chris nói trên SCMP. Chris cho biết, tổ chức từ thiện Palmes đã đăng ký vào tháng 10 năm ngoái, mở tài khoản ngân hàng vào tháng 1 và nhận 255 USD tiền quyên góp. Tuy nhiên, bản sao kê ngân hàng của tổ chức từ thiện từ tháng 2 cho thấy số dư bằng 0 vào ngày 13 tháng 1 và 268 USD vào ngày 13 tháng 2. Để giải quyết thắc mắc, chúng tôi chưa bao giờ giải ngân bất kỳ khoản tiền nào, do đó không có trường hợp rửa tiền hay lừa đảo nào xảy ra. Đối với gia đình tôi, chúng tôi đã đóng góp cho một số tổ chức từ thiện nhưng chưa bao giờ quyên góp cho tổ chức của mình lập nên, Chris cho hay. Yoe Wang, một trong 4 thành viên trong tổ chức, khẳng định chồng Thái Thiên Phượng không còn làm việc với tổ chức Palmes, một mình cô điều hành tổ chức từ thiện với tư cách là doanh nghiệp xã hội, cung cấp các dịch vụ phúc lợi cho động vật. Quyết định được đưa ra sau khi họ hứng chịu những tin đồn ác ý lan truyền trên mạng xã hội. Yoe Wang và Bernard Chen cũng phủ nhận việc họ thanh minh bằng cách làm đại diện truyền thông cho vợ chồng Thái Thiên Phượng. Thật lố bịch, chúng tôi không cần phải thu hút sự chú ý của dư luận thông qua thảm kịch này. Chris không có nhiều vai trò nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh ấy xử lý một số yêu cầu của giới truyền thông. Tất cả chúng tôi đều đang phải chịu đựng chấn thương tâm lý này và đang tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tâm lý, Bernard Chen chia sẻ. Bà Wang tâm sự sẽ luôn nhớ đến Thái Thiên Phượng như một người bạn đáng mến, người không bao giờ ngần ngại giúp đỡ những người khó khăn, kể cả động vật. Trong mắt tôi, Thiên Phượng là người chân thành và tốt bụng. Ước mơ của cô là điều hành một tổ chức từ thiện dành cho động vật để giáo dục học sinh trong trường học về cách yêu thương và chăm sóc động vật. Đáng tiếc, ước mơ này đã không thành. Cô ấy cố gắng vì tương lai tốt nhất cho 4 đứa con của mình. Một trong số chúng theo học tại trường quốc tế Harrow. Chúng tôi hy vọng công lý được thực thi cho Thái Thiên Phượng, Wang nói. Một phần thi thể của Thái Thiên Phượng được cảnh sát phát hiện trong ngôi nhà ở Taipo vào ngày 24 tháng 2, 3 ngày sau khi người mẫu 28 tuổi mất tích. Chồng cũ của cô, Quảng Càng Chí, cha mẹ chồng cũ và anh trai chồng cũ bị buộc tội liên quan đến vụ giết người. Lễ tang của người mẫu Thái Thiên Phượng dự kiến sẽ diễn ra tại nhà tưởng niệm Po Fok ở Tai Kwai, Hồng Kông, Trung Quốc ngày 18 tháng 6. Gia đình sẽ đặt toàn bộ nhà tang lễ để lo liệu hậu sự cho người mẫu xấu số. Một ngày sau đó, thi hài của cô được đưa đến tu viện Pauline, đảo Lanta thực hiện hòa táng. Theo HK01 đưa tin, thời gian qua mẹ của cố người mẫu Thái Thiên Phượng, bà Trương Yến Hoa đang cố gắng giành toàn quyền quản lý tài sản cũng như nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ của cô con gái xấu số với chồng cũ Quảng Càng Chí. Do Thái Thiên Phượng qua đời đột ngột, không để lại di chúc nên khối tài sản của cố người mẫu đang trở thành vấn đề tranh chấp, gây ra mâu thuẫn lớn giữa 3 gia đình gồm mẹ ruột, nhà chồng mới và nhà chồng cũ. Bà Trương Yến Hoa trước đó cũng đã đệ đơn xin tước quyền chăm sóc, cấm gia đình họ Quảng giao bán căn hộ ở Cadori Hill, vốn là tài sản được Thái Thiên Phượng mua lúc sinh thời. Tuy nhiên, phía gia đình họ Quảng đã phản đối hành động này của bà Trương Yến Hoa. Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ của cố người mẫu Thái Thiên Phượng cho biết, sau khi con gái qua đời, tôi hiếm khi rời khỏi nhà, trừ lúc cần hợp tác điều tra với cảnh sát. Bà cho biết thời gian qua cố gắng gượng dậy để chăm sóc và đấu tranh chống lại cái ác với gia đình họ Quảng. Tôi phải giành lại quyền nuôi dưỡng 2 cháu và không để tài sản của con gái lọt vào tay kẻ xấu.